Giàu giàu giàu, hello anh em. Chào mừng anh em đã đến với quyền lực chiến của Vina Game. Như anh em đã biết thì hiện tại đồng hồ của mình đang chỉ số 5 giờ 40 phút, có nghĩa là mình vừa thức dậy vào lúc buổi sáng. Ngày hôm nay tại sao lại thức dậy sớm như thế thì lý do đầu tiên là mất ngủ, đeo gì nữa. Lý do đầu tiên là dạo này mình hay bị mất ngủ quá anh em ạ, nên là không phải mất ngủ mà là mình ngủ sớm ấy, cứ toàn 7 giờ mình ăn cơm xong xong thì mình loanh quanh luẩn quẩn các thứ ấy, xong thì mình ngủ mẹ mất lúc nào không biết, xong rồi tầm khoảng 1-2 giờ sáng mình dậy và đến giờ mình vẫn thức thức đến tại thời điểm bây giờ và bắt đầu làm clip này. Thế là lý do đầu tiên này. Lý do thứ hai thì như anh em đã biết thì hôm nay cái mùa tài nguyên chiến nó đã mở rồi, và anh em vào sớm thì anh em nên úp cho mình đó chính là hai cấp bản doanh này, đúng không? Và chúng ta sẽ up bản doanh cấp 2 cùng với đó là xây dựng học viện full như thế này. Và nếu như may mắn thì đến tầm khoảng hơn 12 giờ là anh em có thể vào được đến trong mấy cái khu này rồi, đúng không? Vào được mấy cái gọi tinh thần võ đạo hay là khu trung tâm 1, 2, 4, 5, 6 này rồi. Đó là trong trường hợp may mắn nhá. Còn không may mắn là anh em phải đợi đến tối hoặc là ngày mai anh em mới có thể nâng khóa kỹ bậc 3 và vào được đến bên trong này. Đó là hai cái lý do mình nghĩ là chính thôi. Còn ok, quay trở lại với clip này thì ngày hôm nay chúng ta có gì nhỉ? À, mình vừa phát hiện được một cái rất kinh khủng, đó là Vina Game đã update đến viện trợ rồi. Các bạn có nhìn thấy cái gì đi không? Cái này mình vừa mua xong, lúc mà mình mua thì mình quên mất mình không làm clip. Đây, mình đã mua cái hồn viện trợ dành cho anh em là không biết là cái đấy. Đây, cái đấy đó chính là cái này này. Đâu ấy nhỉ? Đây, các bạn nhìn thấy không? Hiện tại nó vẫn chưa có tên, nó vẫn chưa có tên là gì, nhưng mà các bạn nhìn thấy hình của con Tachibana Ukyo ở đây không? Và nếu như các bạn nào mà đã chơi lâu năm ở những cái game thẻ bài hay là Quyền Vương 98, thật ra Quyền Vương 98 ngày xưa nó cũng chưa mở đến cái này thì phải. Nếu anh em nào đang chơi Quyền Vương 98 ở các server khác, ví dụ Nhật này, Hàn này, Trung Quốc các kiểu ấy, Taiwan các kiểu ấy, thì anh em sẽ nhìn thấy cái này rất là quen. Và cái này chúng ta gọi đó chính là hồn viện trợ. Ở đây thì tự nhiên hôm nay lúc mình vào thì nó bán cái hồn viện trợ của con Ukyo Tachibana này. Hiện tại nó chưa có thông tin gì, khả năng là cái bản này nó vẫn chưa update được, chúng ta phải chờ đợi cái bản update tiếp theo thì may ra cái con Tachibana Ukyo này nó sẽ vào viện trợ nha anh em nhé. Ok, cứ để đấy thôi, cứ để đấy thôi. Nếu mà anh em nào mà có cái xuất hiện cái con này ấy, giống như cái nick này này, mình không biết cái bất ngờ này là nick nào cũng có hay là chỉ nick này có hay không, hay là mỗi nick nó lại là một khác nhau, thì cái này mình không chắc cho lắm. Mà nếu mà có cái này thì anh em nên mua nhé, thì sau này nó sẽ là viện trợ. Còn về cái sự kiện su đúc mèo thần tài này thì anh em nên chơi, mình nghĩ là như vậy. Đây là một trong những cái sự kiện mà nó khá là lời, nó giống như con mèo chiêu tài bình thường vậy, thì con mèo chiêu tài mà nhận su đúc này nó cũng dạo dạng như vậy nhá. Ok, tiếp theo thì chúng ta có gì nhỉ? Vâng, Athena Go quay trở lại với chúng ta. Athena Go đã quay trở lại với chúng ta và đây là một trong những cái sự kiện mà các bạn cũng không nên bỏ qua, chắc chắn là như vậy rồi. Không có bất kỳ một cái lý do nào mà anh em bỏ qua cái sự kiện Athena Go này được. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu chơi hai nước. Ui, ngon luôn, hai mảnh vạn năng siêu, 6 nước, 5 nước khá ổn, 1 2 3 4 5 chúng ta lên đến đây đúng không? Không vào ô trống là được. Bùm, đấy 6 nước rồi. Ba nước này, lại không vào ô trống, khá là đỏ ấy. Rồi, ok. Đến đây thì đi thoải mái đi em ơi. Em thích đi đâu thì em đi đúng không? Chỉ cần không vào ô trống là được. Vì đằng nào thì ác các bạn thì đúng là mong phải 5-6 nước, nhưng mà ác này là kiểu gì cũng roi đến cái vòng 15 thôi. Nên là cứ không vào ô trống là được, đúng không? Có qua là được, kiểu như vậy. Chỉ cần có qua thôi anh ơi, đúng không? 6 nút, ô trên là một nút rồi. Ai 6 nút. Điều thật sự ấy. Rồi, hai mình vẫn đang siêu dương đá ngẫu nhiên. 1 2, ok, chúng ta có thêm một viên xúc sắc nữa này. Tiếp tục nào. 3 1 2 3 lại được xúc sắc nữa. Ra quyển sách đi chứ còn cái gì nữa. 1 2 3 4 5. Ui vừa đẹp này. Tí nữa thì vào ù trống ở nhà mà. Bùm. 1, 2, 3, 4, 5. Lại được một cái viên xúc sắc nữa. Khá là đỏ đít đấy anh em nhỉ. Hôm nay đít hơi đỏ đấy. Ui 6 này, lại đẹp luôn. Ui, lại đẹp luôn. Hôm nay đít là hơi bị đỏ nha. Đi được hai vòng rồi đấy. Xong thì mình mua kim cương các thứ nữa là vừa đẹp đấy nhỉ. Mua xúc sắc nè, đúng không?
nào cái lý do thì để không mua xúc xắc cả. Ok, từ từ đã nè. Thật ra thì út lại đỏ luôn. Mẹ ba nước thì vào ô trống mà đây đúng là đỏ đít rồi anh em. Ui mẹ vừa nói xong đít đen xì. Thôi chạy hết đi anh ơi. Ui sao cứ nấc từng nấc này. Em xin anh nhỉ. Xin anh để 5 6 nút đầu. 1 2 3 4 được, bù lại một nút ở đây đúng không? Bù lại một nút ở đó. 1 2 3 ok, bù lại một nút ở đây nữa cũng hợp lý nhỉ. Yeah. Chạy 3 vòng hợp lý cho anh em nhỉ. Hay thêm nhỉ. Đằng nào chúng ta cũng đang có sự kiện tiêu kim cương. À, lại vào ô trống á. Thôi chạy 3 vòng là hợp lý quá nhỉ. Yeah. Cứ từ từ đúng không? Không cần phải vội. Rồi, ngày hôm nay chạy 3 vòng, mấy ngày sau chạy 3 vòng nữa là EZ Game thôi. Đó là sự kiện Athena nhá. Đây, còn đây là sự kiện mà hoàn trả lại kim cương siêu giá trị. Thì các bạn nhìn thấy này, ác này đã tiêu đến trong cái đợt đợt tiêu kim cương vừa rồi thì ác này tiêu đến 168.340 kim cương. Đây là một con số mà mình nói là nó không nhỏ và nó cũng không lớn cho lắm, đúng không? Nó không lớn lắm và nó cũng không phải là thuộc dạng nhỏ lắm. Cũng là bao nhiêu mơ ước của anh em nông dân rồi đúng không? Với 168k kim cương anh em có thể làm được rất là nhiều thứ. Nhưng mà với cái app này thì mình cảm giác như chả làm được cái gì vậy. Và chúng ta nhận lại được 26.000 kim cương. Ok, mình đã nhận lại 26.000 kim cương hoàn trả nha anh em nhá. Tiếp theo thì chúng ta có... ngày hôm nay thì có hoạt động gì nhỉ? Để mình xem nào, cửa hàng siêu tiện lợi. Cái này khá là đắt này cho nên là không mua nha các bạn nhé. Không biết có mua hay không này. Vì hiện tại đang còn có 9 cái giọt nước mắt này. Không biết sếp Dương có mua hay không. Cái này thì mình khá đắn đo này. Nếu như 2.000 thì chắc là mua đấy. Vẫn có sự kiện nào. Hôm nay vẫn còn sự kiện nạp hạn giờ. Và nó có đến tận ngày mai cơ anh em ạ. Mỗi ngày cứ 2, 3 ra 5 giọt. Khả năng cao là khéo lên Kula 14 sao mất. Thì hôm qua ấy, hôm qua mình với sếp Dương có nói chuyện. Hai anh em đang phân vân là up Kula 14 sao hay là up thêm một cái chiến hồn 7 sao nữa. Cái này phụ thuộc vào các bạn rất là nhiều nhá. Cái này thì mình nói trước Dương là hiện tại giờ vẫn anh em nó vẫn còn mấy ngày nữa, vẫn mấy ngày nữa cái sự kiện mà nhận cái hồn trọng yếu ấy, cái sự kiện mà để cái nguyên liệu để up lên 7 sao ấy của chiến hồn ấy, nó còn tầm khoảng 2-3 ngày nữa liền ấy. Cho nên anh em bảo là cứ từ từ để xem tình hình anh em như thế nào. Anh em viewer ủng hộ hay là thế nọ thế kia thì có thể up 14 sao. Còn không thì đúc một cái chiến hồn 7 sao cũng được. Nói chung là cái gì đấy cũng được. Nói chung là một trong hai điều kiện đó thì cái gì cũng được thôi anh em. Nói chung là đáp ứng được, đúng không? Ok, chắc là ngày hôm nay cũng sẽ mua hết cái này thôi. Tiện siêu phúc lợi thì ngày hôm nay đã cho Dương Đá ngẫu nhiên rồi. Các bạn có thể nạp cái gói này cũng khá là ngon. Quả tích lợi hàng ngày thì đang là ca phẩy. Thì app này đã đến ngày thứ 3, thứ 4 rồi đúng không? Ngày cuối chúng ta có thêm một cái hồn vũ khí ca phẩy nữa. Ở đây mình không ghi là được bao nhiêu cái gì. Đang có 3 cái hồn ca phẩy. Thấy gì nhở? Hôm qua trên trang chủ ấy, anh em có thấy không? Trên trang chủ có nói về cái vấn đề là hiện tại. Tại sao mình nói về cái vấn đề này? Là hiện tại nó đang đua cái gì nhở? Đang quay vòng quay võ học tố cao ấy, chiêu mộ võ học tối cao ấy. Thì thấy ở trên trang chủ của Cao Web Vina Game ấy có nói là anh em cố quay đạt được cái mốc để nhận được cái phần thưởng hồn vũ khí ấy. Đó, thì mình đang nghĩ là khả năng cao là ca phải cũng sắp update một cái gì đó, có thể là tứ môn hoặc lục môn. Tứ môn bây giờ rồi, có thể là update lục môn vậy. Cũng hên xui thôi, cũng chả biết thế nào, bọn nó hay lừa lắm anh em ạ. Ok, nhận nào. Cào thưởng xem cái gì đấy, kỵ nhàm chán này. Ba dương bảy hoàng kim. Ok, vậy là một vài cái công việc gọi là nhẹ nhàng trong ngày hôm nay thì có lẽ là mình đã làm gần hết rồi đúng không? Ngày hôm nay chúng ta chỉ có như vậy thôi, còn có cái sự kiện liên hoan quay thưởng nữa. Nào quay thưởng một cái. Ui, xem tuần này là cái gì đấy, cũng không có gì hot cho lắm thôi nhỉ. Ui, được ngay một hộp món ngon nặng thế cũng được rồi. Nói chung là kiểu gì cái này thì anh em nào chịu khó để cũng chơi thì nó cũng mắc được thôi đúng không? Dương đá ngẫu nhiên. Ba đá hồng liên thủ. Còn cái gì nữa nhở? Còn cái gì nữa nhờ, mình sẽ up cái gì đây? Đây, đầy rồi. Đầy rồi. Đầy rồi, đầy rồi, xá đoàn.
Có một vài trò chơi, hôm nay không có mini game, không có gì cả, chỉ có Athena thôi. Đây, mình đã nói với các bạn cái bảng xếp hạng kim cương là đến tận ngày 16, có nghĩa là nó tận khoảng 5 ngày nữa thì chúng ta mới có một cái chiến hồn trọng yếu. Hiện tại thì ác này mới tiêu đến 17.000 thôi, nhưng mà cái vấn đề đó nó không quan trọng lắm, kiểu gì cũng tiêu top 1 hoặc top 2, nhưng mà chắc chắn là top 1 rồi, không có top 2 đâu, gần như là vậy. Ít khi xếp top 2 một cái gì đó lắm anh ạ. 3.336 lực chiến. Đây là anh em này, chỉ cần một cái chiến hồn trọng yếu nữa thôi là chúng ta có thể lên Kula 14 sao được. Lên được nha anh em nhá, đúng không? Chúng ta ghép thêm một cái chiến hồn vào là lên được. Đây, mình sẽ cho các bạn xem điện chiến hồn. Nghĩa là chúng ta sẽ chỉ cần một cái chiến hồn nữa. Ê, khó phết đấy. Chiến hồn vô lượng thì vào đây rồi. Chiến hồn 6 sao có nghĩa là chúng ta phải đi ghép một cái chiến hồn 6 sao. Đường cong chí mạng một cái. Có nghĩa là chúng ta phải đi ghép một cái nhá. Chúng ta phải đi ghép một cái chiến hồn vô song. Sao mình thấy mình có nhiều cái hủy diệt cực hạn này lắm mà. Đấy. Sao nó không hiện là cho ghép nhỉ? Chiến hồn hạm trận, bàn thạch chiếu, phục thù. Nó được ghép mà sao nó thiếu nhỉ? Mình tưởng được ghép này là nó phải ghi là đủ chứ. Dực hủy diệt cực hạn đó, sau đó chúng ta sẽ ghép một cái chiến hồn 6 sao lên. Thánh hồn vô lượng không đủ. Đường cong, nói chung là phải ghép khá là nhiều anh nhỉ. Rõ ràng mình nhìn thấy là nhiều nhiều cái này lắm luôn rồi nhỉ. Đây chúng ta có ba cái chứng nhận hủy diệt cực hạn đây, năm cái thương quang, nên sao nó không cho ghép nhỉ, đúng không? Sáu cái dũng mãnh đây. Ảo nhỉ, sáu cái dũng mãnh nhỉ. Sao nó không cho ghép nhỉ anh em nhỉ? À chắc là nó chưa ra anh em. Nó chưa ra cái chiến hồn 6 sao của cái đấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái vấn đề là nó chưa ra cái chiến hồn 6 sao của cái đấy anh em, là hiểu không? Hiện tại bây giờ nó mới chỉ ra cái 6 sao của đường cong chí mạng này, của trường mệnh thiên tử này, của bích thệ thôi, chứ nó cũng chưa ra khác. Đây đây đây, có nghĩa là bây giờ nó chỉ ra 6 sao của cái này thôi anh em, hiểu không? Có nghĩa là nhất cổ tác khí này, vô lượng này, chí mạng này, thiên mệnh với cả ấy. Đó lý do tại sao mình cảm giác mình có nhiều cái chiến hồn 5 sao kia quá mà không thể nào up được. Thì ra đó lý do anh em ạ. Ok, đây, cái này quyết đấu còn 1 giờ. Quyền vương tranh bá, đấu trường lên server, chắc là không ai đánh rồi nhỉ. Đúng không? Quyền vương tranh bá này thấy thấy cái gì nhỉ? Cái phần thưởng ngày này đéo thấy bao giờ luôn anh em ạ. Đéo thấy có thư cũng chả thấy có cái gì cả. Không hiểu cái tổng kết ngày này để làm cái gì cả. Đến bây giờ khá là thắc mắc. Đến bây giờ cũng khá thắc mắc cái tổng kết ngày này. Ui, là không bao giờ nó tổng kết mà cái mùa giải này nó còn tận đến, anh em nhìn này, mùa giải nó còn tận đến 10 ngày nữa. Đây anh em nhìn đấy, mùa giải còn tận 10 ngày, 16 tiếng. Tôi cho là vị trí là tầm khoảng 11 ngày nữa. Với khoảng thời gian rất dài mà không hiểu là đứng ở trên này để làm cái gì nhá. Và cái phần thưởng này cũng thật sự cũng không ngon cho lắm. Anh em nhìn này, cái bậc vương giả nhá, phần thưởng này, anh em nhìn này, thưởng điểm thì cái này mình không nói đấy. Anh em đánh thì nó sẽ thưởng tăng bậc. Thì cái này lên đến đây thì ok, tất cả mọi người đều như nhau. Từ vương giả, từ gì nhỉ, vương giả 1 cho đến vương giả 10 cũng như nhau cả. Thưởng linh thần thì cái này phần thưởng nó cũng không chênh lệch nhau quá nhiều. Anh em có thể nhìn thấy ở đây, ví dụ như ở vương giả bậc 1 thì toàn server nhận như này, còn vương giả bậc 2 toàn server nhận như này, nó cũng chỉ hức ít kim cương đi một tí thôi, nó cũng không chênh lệch nhiều cho lắm anh nhỉ, đúng không? Còn cái phần thưởng này thì mình đang không hiểu cho lắm. Cái thưởng này này, đây, thưởng này thì không có rồi, thưởng mùa giải
Không biết đây là cái thưởng dành cho đệ hạng 1 hay là tất cả anh em vương giả đều được. Anh em hiểu không? Hình như không được. À đây đây đây. Đây, cái phần thưởng mà theo 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 mùa giải này thì nó cũng chênh lệch nhau, cũng gọi là tàng tàng luôn, không đến cái mức gọi là gay gắt cho lắm thôi anh em. Đây hạng 1 anh em nhìn được 30 mảnh năng siêu này, 2.500 điểm xu vinh dự. Thật sự cái điểm xu vinh dự này thời điểm này vẫn chưa cần thiết cho lắm. Vàng thì ít thực sự luôn, mình đéo hiểu sao có cho có 160.000 vàng, không nỡ cho cả 500k hay 1 triệu để anh em có động lực để ngoi. Mẹ thề luôn, cái game này nó thiếu vàng một cách gọi là một cách dã man con ngang luôn. Anh em nhìn này, ở đây vương giả đến tận 20 à 30 người vương giả liền này, quà này nhìn chán đâu. Thề với các bạn luôn, mảnh bạn năng siêu thì bán shop đầy rồi đúng không? Cái này thì cũng có thể kiếm được, nhưng mà vàng thật sự là mình nghĩ là phải tăng phần thưởng vàng lên nó ít quá đúng không? Phải đéo hiểu lấy đâu ra vàng để có thể chơi được cái game này. Ok, mình sẽ đập thử vài ông cho các bạn xem nhé. Thôi thì mình cũng xin phép tắt mic lại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe cũng như ủng hộ cho kênh DM YouTuber này của mình nhé. Thank you mọi người. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Bye bye. ブラブカ。えい。ふっふっふっ。えい。ジャイアンケ。ふっ。押した。キラッ、押した。キラッ、押した。遊びは終わりだ。け、叫べ。そして死ね。へい。よし、こっちだ。 こっちだ。 Yeah!
このままでは終わらんぞ。